chào quý vị khán giả đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Thưa quý vị, đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, chúng ta sẽ tìm hiểu và học được rất nhiều những món ăn ngon để có thể làm phong phú thực đơn hơn cho gia đình của mình. Và anh Thành ơi, không biết là hôm nay anh sẽ hướng dẫn cho em và quý vị khán giả món ăn nào đây? Hôm nay đầu bếp sẽ hướng dẫn cho Ngọc Hương và quý vị một món ăn vừa quen vừa lạ. Vừa quen vừa lạ, vừa lạ vừa quen là sao hả anh Thành? Đó là món sandwich cuốn tôm. Thật sự ra mình cũng cuốn theo kiểu chả giò, nhưng mà mình không dùng bánh tráng hay là đậu hũ ghi mình cuốn, mà mình sẽ dùng bánh mì sandwich mình cuốn. Ôi anh Thành ơi, em nghĩ á, những món cuộn á thì mình phải sử dụng bánh tráng nè, hay là những cái nguyên liệu nào đó mỏng và dai. Còn bánh mì em thấy vừa to nè, vừa dày nữa, sao cuốn được anh? Để Ngọc Hương không đun nóng á, đầu bếp sẽ giới thiệu ngay cho quý vị và Ngọc Hương cách thực hiện món sandwich cuộn tôm. Nguyên liệu để làm món sandwich cuộn tôm rất là đơn giản. Chúng ta cần 4 miếng bánh mì sandwich, 8 con tôm sú, 50g thịt xay, 50g giò sống, hành tím phi băm, tương ớt, đầu hành lá băm, cần tây băm, ngò rí băm, bột bắp. Gia vị cần dùng là dầu ăn, tiêu, hành nêm aji ngon và sốt mayonnaise Lisa. Anh Thành ơi, đối với món sandwich cuộn tôm này thì mình sử dụng tôm nhất thiết phải sử dụng tôm sú hả anh? Mình sử dụng tôm sú đó thì khi mình chiên lên nó sẽ đẹp. Dạ. Còn sandwich thì như thế nào hả anh? Bánh mì sandwich này á, em nên chọn loại sandwich mới thì nó có độ dẻo, mình cán nó dễ và khi mình chiên nó không bị khô nữa. Dạ, em sẽ lưu ý điều này. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ chọn bánh mì sandwich mới để khi cán mỏng thì sẽ dễ hơn và bánh mì sẽ ngon và không bị khô. Trước tiên á, mình sẽ cắt cái lìa cứng của bánh mì sandwich này mình mỏ ha. Dạ. Rồi bây giờ anh sẽ cán mỏng cái bánh mì sandwich này ra. Rồi bây giờ mình sẽ cắt làm hai theo đường chéo ha. Dạ. Tôm sú này nè, mình sẽ lột bỏ, mình bỏ chỉ lưng đi. Dạ. Đây để em phụ anh Thành cho. Em bỏ đầu đi ha, mình dạ. Lột đi bỏ lưng nè. Dạ. Rồi xong rồi. Sau khi đã lột bỏ lấy chỉ rồi ha. Dạ. Mình sẽ đặt lên thớt, mình cắt ba cái đường chéo dưới bụng tôm nè. Như vậy á thì lát nữa con tôm á mình gắn vào cái bánh mì nó sẽ thẳng. À thì ra là như vậy. Bây giờ anh sẽ ướp vào đây một chút gia vị, rồi một chút tiêu. Rồi bây giờ anh trộn lên để cho nó thấm gia vị ha. Rồi bây giờ để một bên. Bây giờ tới phần mình sẽ ướp cái nhân. Trước tiên mình sẽ cho xay vào nè. Bây giờ mình sẽ nêm vào một chút aji ngon nè. Tiêu. Rồi bây giờ cái này mình trộn sơ lên đi ha. Rồi cái đó anh sẽ cho vào cái giò sống nè. Dạ. Điều lưu ý là giò sống đã có gia vị nên mình ướp một ít gia vị vào trong thịt thôi. Rồi. Cái này là hành tím phi băm ha. Mình cho một muỗng cà phê. Cần tây băm nè. Cái này là đầu hành lá băm. Rồi cái này là cọng ngò rí băm ha. Mình thấy chưa? Chút xíu bột bắp vào để nó có độ dính nè. Để tăng độ kết dính cho nhân thì chúng ta sẽ cho một ít bột bắp vào. Bây giờ mình sẽ dùng bánh mì sandwich này. Mình sẽ chét cái nhân này lên mặt bánh mì ha. Dạ, mình chét đều ra chét như vậy đều đúng không? Luôn rồi. Dạ. Dùng tôm sú. Dạ. Mình sẽ đặt con tôm. Dạ. Vào trong miếng bánh và cái đuôi đó hướng về cái góc nhọn này ha. Mình nhấn nhẹ xuống cho nó bám vào cái nhân. Dạ. Bắt đầu mình sẽ cuốn nè. Thấy không? Rồi, bây giờ anh cuốn đã xong rồi nè. Rồi bây giờ dầu nóng rồi đó em. Dạ. Em hạ lửa xuống trung bình đi. Dạ. Mình sẽ cho tôm vào mình chiên nha. Dạ. Em ngửi được mùi thơm rồi đó anh Thành ơi. Em chú ý chiên cái bánh mì sandwich này á, nó dễ vàng lắm. Thì ra mình chiên cái lửa vừa, bây giờ là sắp được rồi nè. Dạ. Nó đã chuyển màu qua vàng nhạt rồi đó. Đây. Em thấy không? Bây giờ màu vàng này là được rồi nè. Anh sẽ vớt ra đây. Hấp dẫn không em? Rất là hấp dẫn chứ. Rồi bây giờ anh sẽ pha sốt chấm ha. Dạ. Mình sử dụng sốt mayonnaise Lisa. Đây, 3 muỗng sốt mayonnaise Lisa nè, 1 muỗng tương ớt. Dạ. Và 1 muỗng cà phê ngò rí bầm ha. Dạ. Mayonnaise Lisa, tương ớt, ngò rí bầm. Mà em rất là thích ngửi mùi của ngò rí anh Thành. Thơm dịu dịu, rất là dễ chịu. Như vậy là xong rồi hả anh Thành?
Anh thấy hấp dẫn không? Dạ, rất là hấp dẫn. Anh Thành ơi, theo anh Thành thì món ăn này đã xong chưa? Bây giờ là đã xong rồi, nhưng mà còn thiếu cái phần kế quan trọng là mời em dùng thử. Rồi bây giờ anh mời em dùng thử và cho biết kết quả của món ăn này như thế nào nha. Dạ, em cảm ơn anh Thành. Cảm nhận đầu tiên của em về món ăn này á là tất cả các gia vị rất là vừa ăn. Thứ hai là tôm ngọt nè, vị ngọt rất là tự nhiên của thịt tôm. Và bánh mì sandwich á thì làm cho món ăn này có vị lạ lạ anh Thành. Nói chung là món này cho em xin miếng nữa đi. Quý vị khán giả thân mến, để biết thông tin về chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, hãy gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 061-882-6188 hoặc viết thư về cho chương trình ở hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. Còn bây giờ Ngọc Hương và anh Thành xin được chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.